Ủa, mến chào cả nhà nha. Hiện tại thì chị Hồng Loan cũng vừa về tới đây cả nhà. Tại xe của chị Hồng Loan vừa trên mộ về tới luôn rồi cả nhà. Đây, mọi người đang ghe xe và chuẩn bị về tới nhà. Mọi người chuẩn bị súng nè cả nhà. Đây chị Loan, anh Hải. Anh Thành Mỹ. Đây rất là đông vui nha. Bé buôn luôn cả nhà ơi. À, đây là chú lái xe cũ. Chú Chánh luôn. Bé buôn. Chào buôn nha. Hiện tại thì chú tài xế của bác Năm cũng đi heo lên trên mộ đó nha. Bây giờ chú cũng chuẩn bị đi về. Buôn đây cả nhà. Nhưng Hải giờ chở bé buôn đi đâu không? Đi qua shop để có thể là Hải coi chờ hiện giờ. Tại vì bây giờ là chị Loan cũng đi tập kịch rồi, nhà giờ không còn ai. Nhà có Thanh Mỹ với buôn buôn lên. Này chắc mệt lắm anh Hải. Lên Hải đi vừa đi qua shop luôn đó chị. Thôi đi dỡ bên kia đi ra. Đau chân em. Đau chân. Hiện tại anh Hải cũng vừa chở chị Hồng Loan về tới cả nhà. Bây giờ mọi người cũng mọi người thì đi một hướng, anh Hải thì chở bé Bun đi qua shop, còn chị Hồng Loan thì được tài xế chở đi tập kịch cả nhà. Vừa về thì chị cũng vừa vội đi. Phải nói là ngày hôm nay là về tới nhà thì chị Hồng Loan cũng như là cả nhà đi rất là lên trên mộ, phải nói là ngày hôm nay rất là tất bật luôn cả nhà. Anh Thành Bỉ nè, chú Chánh nè, rồi thêm một cái nữa là tài xế cũ của bác Năm cũng đi chung luôn. Chú Chánh bằng một bộ đồ rất là dễ thương luôn cả nhà. Phải nói Tết tới thì chị Hồng Loan rất là nhiều việc luôn đó nha. Tập kịch, rồi diễn,
trong những cái ngày đầu năm để mà tập thích nghi, cũng như là cùng chung với những anh chị, những sức diễn đặc biệt tại đoàn diễn ở Phú Nhuận cùng với lại Linh Tý và chị Bích Trâm. Phải nói là cái đoàn cái xuất diễn lần đầu tiên á, phải nói là khá là thành công luôn cả nhà, mọi điều đều luôn tốt đẹp đó. Được má Tư đến nè, rồi tất cả những anh em YouTube cũng đến và tham gia trong cái ngày diễn của chị. Phải nói là chị có tâm sự rất là nhiều, chị diễn rất là hay luôn cả nhà. Và nói chị có đôi lúc á chị rất là mệt và buồn ngủ nữa, thì mấy anh em hỏi chị buồn ngủ vì sao lên diễn được chị. Chị nói mình lúc mình chờ mình tập á thì mình rất là buồn ngủ, nhưng mà lúc mà mình lên mình tập diễn á, mình đưa mình vào trong cái nhân vật đó thì mình thấy mình tỉnh ngủ liền luôn đó nha. Đó, phải nói là chị rất là thích để chia sẻ luôn, chẳng qua là nhiều việc nó áp đặt vào chị quá nên đôi khi á chị suy nghĩ nhiều quá nên chị không có nói chuyện nhiều với mình thôi, với mọi người thôi. Chứ thật sự là tánh của chị rất là vui và rất là hòa đồng với mọi người luôn cả nhà. Đấy, thì bên trong thì chú Chánh này cả nhà cũng đang ở bên trong, rồi về tới là chú bắt đầu coi hỗ trợ anh Pha luôn cả nhà. Dạ, thiệu giới cũng khá là dài rồi. Hậu Nhân cũng xin chúc cho cả nhà mình có một buổi chiều thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha. Dạ, chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn.